Good morning mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Thì đây là sẽ là một vlog mà Tiên sẽ là một ngày tuần nghỉ lễ khá là dài, cho nên là Tiên sẽ vlog lại những cái hoạt động mà Tiên làm trong tuần này. Thì hôm nay Tiên đang, mọi người thấy thì Tiên đang ở biển. Yeah. Hi. Tiên đang ở với gia đình của Tiên như là Kyle. Thì bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị ra biển chơi. Thì kem chống nắng mà Tiên sử dụng là kem chống nắng của Senka. Đây là một cái dòng kem chống nắng mà Tiên rất là thích. Đây là một loại kem chống nắng không màu, không mùi, mà không làm tắt lỗ chân lông của mọi người. Cái thứ hai là rất là thấm, rất là nhanh, không có gây lại rít cũng như là bớt hoặc là những cái vệt trắng trên da mặt. Thì anh muốn xài thử không? Yeah. Giờ Tiên sẽ thích lên trên. Tại vì bây giờ chuẩn bị ra biển mà trời đang rất là nắng. Thì kem chống nắng này có thể sử dụng được cho da mặt luôn nha mọi người. Trong tất cả các loại kem chống nắng thì đây là một trong những kem chống nắng drugstore mà Tiên cảm thấy như giá thành rất là ổn. Với giá là 190.000. Giờ Tiên sẽ bỏ lên mặt nữa. Không, mùi nó cũng thấm. Nó không có nồng giống như thì cái kem chống nắng khác. Cùng với nhà của Shiseido cho nên là nó có thừa hưởng một cái công nghệ rất là độc quyền của Shiseido là Naturen. Thì nó sẽ có những cái thành phần tự nhiên, ví dụ như là cám gạo, mật ong, cho nên là rất là safe cho da của mọi người nha. Cái hồ thì cũng rất là ít xài kem chống nắng. Lại đi biển nè. Yeah, lâu lâu đi biển thì cũng hay xài. Đây là sản phẩm SPF 50 PA cộng 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 4 cộng đó mọi người, 4 cộng là siêu safe luôn á. PA cộng 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 cộng. Sản phẩm Senka thì là made in Japan, mọi người biết rồi, nó sản xuất từ Nhật cho nên là rất là safe. Cho nên là sản phẩm này có sử dụng nhiều thì nó cũng không có bị lên mụn, cho nên mọi người yên tâm nha. Tiếp theo thì có một cái sản phẩm mà Tiên cũng vừa mới mua cho Kyle luôn đó, chính là sản phẩm này của Tsubaki. Đây là một cái sản phẩm Tiên đã sử dụng và đã review cho mọi người rồi trong một cái favorite của Tiên cùng với Nguyên. Thì đây là một cái dry shampoo Kyle tự cho cảm nghĩ, với Tiên cũng mua trong một khoảng thời gian rồi, không biết Kyle sử dụng như thế nào. Yeah, thì Kyle thấy cũng khá là ok nè. Thường thường á, Kyle dùng dry shampoo á, Kyle rất là không thích cái dạng mà bột á. À, cái dạng mà xịt mà có bột phải không? Ừ, tại vì xài cái dạng đó lúc mà để lên tóc á, nó nhìn giống như là tóc mình có gầu á. Nên Kyle không có thích. Nên Tiên mới mua cho Kyle cái dạng này. Thì cái dạng này của Tsubaki là gel. Nên rất là dễ xài luôn, mọi người cứ bỏ lên tay xong rồi cứ để lên tóc. Chà thật mạnh lên tóc là ok rồi. Lúc mà để lên á thì nó sẽ giúp cho tóc các bạn phồng hơn nè, và không có bị dầu. Cái này nó là dạng gel cho nên hút dầu, với lại nó làm mát da đầu quá. Dạ đúng rồi, khá là tốt luôn á. Thì theo Kyle biết á, trong cái sản phẩm này thì nó có rất là nhiều thành phần tự nhiên, giống như là sữa ông chúa nè, bạc hà nè. Lên khi á mà các bạn sức lên tóc á thì nó giúp cho tóc của các bạn rất là mượt, không có bị khô da đầu, và có thể chống nấm nữa. Khá là tốt, nên bây giờ có gì Kyle bỏ thử lên cho mọi người coi. Tại sáng nay Kyle cũng chưa tắm nên đó, rất là tiện dụng luôn á mọi người. Dễ lắm. Thì thao tác đầu tiên mọi người cứ bỏ ra tay, xong rồi xong rồi vuốt lên tóc thôi. Mùi rất là thơm, rất là nhẹ luôn á, khá là ok. Thơm quá hả? Thơm không? Baby mua cho mi mà sao không thơm được. Ok, vậy là đã xong với lại cái routine buổi sáng của tụi mình. Thì luôn luôn phải có kem chống nắng để đi biển. True. Như là tóc phải đẹp để có hình đẹp ở ngoài biển. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi, Tiên sẽ đi make up một chút xíu và tụi mình sẽ ra biển chơi nha. Yes sir. Thường mà đi biển thì Tiên chỉ sử dụng đúng một cái cushion này thôi mọi người. Đó là Q-Cover Fixer. Thì cái dòng này rất là ok luôn. Nên là bây giờ Tiên sẽ cốc chút. Dòng này thì nó stay trên mặt, nó không có bị xê dịch. Hôm qua Tiên đi một ngày luôn nhưng mà cái lớp cushion vẫn còn nguyên trên mặt luôn. Rất ổn. Wow, người Anh. Người Anh và anh Verse. Đi ra biển bơi vào 11 giờ trưa. Rất là nắng nhưng mà thôi không sao mọi người.
chơi bài xong rồi mọi người. Bây giờ thì sẽ đi ra ngoài biển. Tiên không bơi nữa, Tiên sẽ chỉ là chơi với mọi người thôi. Cái đầm rất là xinh. Của her story. Thì đây là một nhóm những cái đầm bán rất là chạy ở bên mình. Hi. Cao đang ngủ, mặt ngáy ngủ mọi người. Chăm chú chơi bi lắc mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ ăn chút khoai tây chiên. Giờ sẽ skin care để đi ngủ. Thôi mọi người, kết thúc cái vlog ngày hôm nay. Thì da có vẻ rất là trộm vía, không có bị rạn nắng cũng như là không có bị gì hết, cho nên rất là ổn, vẫn còn trắng sau ngày phơi nắng ngoài biển. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái vlog ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.